Lê Tuấn Khang, TikToker gây sốt mạng xã hội thời gian qua, vừa được công bố trúng vai phim Lật Mặt 8, Vòng Tay Nắng của đạo diễn Lý Hải. Hiện tại, thông tin về vai diễn của chàng trai quê Sóc Trăng chưa được ekip tiết lộ, song nhiều người hy vọng rằng sự xuất hiện của Lê Tuấn Khang sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả. Tại sự kiện ra mắt phim, Lê Tuấn Khang bất ngờ vắng mặt khi nói về chàng trai sinh năm 2002, đạo diễn Lý Hải thẳng thắn. Xin lỗi các bạn TikTok luôn. Trước đó Lê Hải chưa biết Lê Tuấn Khang là ai. Các bạn đến đó cast thì Lê Hải chỉ cho thử bài và Lê Hải thấy bạn Khang hợp vai đó thì Lê Hải mời. Tất nhiên là hợp với vai trong cái Lật Mặt phần 8 mà Lê Hải nghĩ là với cái khả năng của Lê Tuấn Khang đang hiện có thì bạn sẽ nhập vào cái vai mới này, cái nhân vật mới này sẽ xuất sắc. Vậy là như thế. Còn cái vai đó như thế nào thì cho phép Lê Hải không tiết lộ trước ạ. Ngoài dàn diễn viên dày dặn kinh nghiệm như nghệ sĩ ưu tú Kim Phương, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, nghệ sĩ ưu tú Tuyết Thu, nghệ sĩ ưu tú Chiều Xuân, Ngân Quỳnh, Quách Ngọc Tuyên, phim Lật Mặt 8 còn quy tụ dàn diễn viên trẻ, thậm chí nhiều người chưa từng trải nghiệm công việc diễn xuất. Khi nói về cách thức làm việc với những gương mặt mới, nam đạo diễn cho hay. Lê Hải đã quen với làm việc với diễn viên mới và đặc biệt là những bạn chưa từng đóng phim điện ảnh, ta cũng quen rồi. Và khi mà tại sao mà Lê Hải tổ chức casting, bởi vì Lê Hải tìm một nhân tố hợp với nhân vật của mình mong muốn. Và ví dụ như mà khi mà Lê Hải tổ chức casting xong xuôi, có rất là nhiều bạn ở trên cộng đồng mạng, có ở bên ngoài, có cũng nhắn anh ơi, em thấy là có cái anh đó, cái chị đó, cái bạn đó diễn tốt quá mà tại sao lại không có mời vào dự án, hoặc em thấy cái anh đó đẹp trai quá, hoặc anh đó như thế này là sao không mời. Bởi vì quan niệm với lại khi tổ chức casting có nghĩa là lựa chọn diễn viên, những nhân tố là vào hợp cái vai diễn của mình, chứ Lê Hải không có mong muốn đi tìm những người đã nổi tiếng rồi. Và Lê Hải đã quen với cái cách làm việc khi tiếp xúc với những bạn trẻ, và Lê Hải cho các bạn đọc thử kịch bản, các bạn diễn thử kịch bản, và lúc đó Lê Hải chưa có góp ý gì nhiều, để cho bạn tự do sáng tạo và các bạn diễn theo cái bản năng của các bạn, thì Lý Hải sẽ nhìn được là các bạn sẽ nổi cái nào và đang khuyết cái nào. Từ lúc đó Lý Hải mới xây dựng làm sao cho nó hợp với cái tính cách nhân vật trong phim mình. Khi mà khán giả đã xem những cái phần trước của Lý Hải, rất nhiều nhân tố và những nhân vật mới, nhưng mà các bạn không bị lọt ra khỏi đường dây, lý do là lấy Lê Hải phải bỏ thời gian rất nhiều để làm tiền kỳ với các bạn. Có như thế thì các bạn đã nắm rõ cái vai trò diễn viên của mình khi mình ra set quay, lúc đó không còn phải bàn tới bàn lui hoặc là lăng tăng là em phải diễn như thế này, em phải diễn như thế kia, thì chính vì đó mà không có bị ảnh hưởng cái lịch quay, cái ngày quay, và cũng như là nhân vật các bạn đã được định hình từ trước.